Thằng audio hôm nay rất là hân hạnh được giới thiệu với các bác một cây đồng hồ nhà em mới về, cây đồng hồ cổ rất là đẹp, thiết kế rất là tinh tế với những cái đường led chạm khảm, rồi là xung quanh thì ba bề bốn bên, ba mặt của nó là đều là mặt kính rất là thoáng. Đây em quay từ xa để cho các bác nhìn tổng thể cây đồng hồ, xong em sẽ đi sát gần để các bác ngắm chi tiết máy và các cái đường nét ở trong con đồng hồ. Những con đồng hồ bên em về thì mỗi con nó một dáng, không có một chiếc nào giống chiếc nào hết cả. Đấy, các bác qua bên em thì không chỉ những nghe âm thanh và được ngắm những cây đồng hồ cổ rất là đẹp, và mỗi một mặt đồng hồ lại là một dáng kiểu mới. Đấy, rất là độc đáo và tinh tế. Bây giờ em sẽ đi sát cây đồng hồ để cho các bác cùng ngắm. Với chiều cao gần 2m, 1m98, 1m99, tầm đấy ạ, xít 2m. Đấy, được thiết kế rất là tinh tế các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy ở bên trên đấy, cái mái vòm được chạm khảm rất là ok. Tuy là đơn giản nhưng mà rất là sang trọng. Đấy, được thiết kế rất là tinh tế với những cái mặt đồng hồ này. Các bác nhìn thấy mặt đồng hồ số nội này. Đấy, mặt đồng hồ. Đấy, xung quanh được chạm khảm những cái đường nét hoa văn rất là trang trọng. Các bác có thể nhìn thấy nó rất là tuyệt vời. Đấy, thiết kế ba mặt thoáng các bác nhé, ba mặt kính thoáng luôn này. Các bác nhìn quả tạ, ba quả tạ. Cái lắp cây đàn ở dưới, thì nó rất là to. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây, em quay ra xa này. Con này thì đặc biệt của nó thì cái lắp cây đàn rất là to, nên là tạo cái nét tinh tế và đồ sộ nhất của cái cây đồng hồ là cái lắp cây đàn này đấy ạ. Các bác nhìn thấy từng đường nét của nó rất là tinh tế. À, mặt kính thoáng các bác nhé. Đây, các bác nhìn cái chất liệu người ta sản xuất, con này sản xuất là gỗ sồi đây. Tuyệt vời là đẹp. Và cái quan trọng nhất thì bên em thì giá thì phải nói là cực kỳ tốt. Ở các cái chỗ chuyên đồng hồ khác thì các bác có thể mua được một cây thôi, nhưng bên Thắng Audio thì với cái tầm tiền các bác mua chỗ khác được một cây thì bên em các bác phải mua được 2,5 cây. Các bác qua bên em không chỉ nghe thiết bị âm thanh, hát karaoke, nghe nhạc và ngắm những cái cây đồng hồ cổ thì rất là ok luôn. Các bác có nhu cầu về cây đồng hồ cổ như con này, em đặt tên cho nó là number one, số 1, thì các bác alo cho em theo số này 0983698887. Với thiết kế của cây đồng hồ đồ sộ và đẹp mắt mà mang lại cái đậm nét trang trọng và rất là tinh tế. Đấy, nó được sở hữu là 8 búa 8 âm. Và bây giờ em sẽ điểm chuông nhạc cho các bác nhé. Cái này là qua kính. Đây, qua kính các bác nhìn nó cũng không được rõ lắm. Tiếng chuông thì rất là vang vọng. Các bác nghe rất là ngân vang, vang vọng, rất là êm tai, nhẹ nhàng và dịu dàng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, các bác không chỉ ngắm đồng hồ và nghe tiếng chuông là cũng bay hết cái mệt mỏi rồi.
các bác có thể nhìn thấy máy ở bên trong cây đồng hồ số 1, number 1, nó rất là sáng, hàng zin hết các bác nhé, rất là chất và đẹp. Các bác có nhu cầu sở hữu con cây đồng hồ cổ chất đẹp number 1, alo cho em theo số em vừa mới đọc cho các bác xong, là số này. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi những clip sản phẩm của Thắng Audio.